Trường Duyên xin kính chào tất cả các bạn. Bản tin nhanh đã quay lại rồi đây và tiếp tục cập nhật các thông tin về khóa tu mùa hè lần 8 đang diễn ra tại chùa Hội Đức, phường Trường An, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Nhịp chuông ngân vang liên hồi báo hiệu cho một ngày mới bắt đầu. Bước vào ngày thứ ba của khóa tu, những phép tắc đã vào khuôn khổ. Các bạn khóa sinh thích ứng và bắt nhịp rất tốt với cuộc sống an nhiên nơi mái già làm Hội Đức. Trong buổi sớm hôm nay, các bạn trẻ lại tiếp tục thực hiện khóa lễ và rèn luyện sức khỏe của bản thân thông qua bài thể dục đầy sôi động. Sau khi năng lượng thể chất được dung nạp tràn đầy, khóa sinh đã nhanh chóng di chuyển đến giảng đường và lắng nghe pháp thoại với chủ đề Hoa và Rác do giảng sư Thích Hạnh Đức thuyết pháp. Trong rác sẵn có hoa, trong hoa sẵn có rác, hoa và rác không hai, mê và giác tương tức. Những lời giảng quý báu như một liều thuốc xoa dịu tinh thần dành cho mỗi người. Hàng ngày chúng ta phải đối mặt với những lo lắng, áp lực đến từ nhiều phía khác nhau. Áp lực cũng là một loại động lực thôi thúc chúng ta trưởng thành. Thế nhưng đâu đó vẫn cần những giây phút tâm hồn ta cần được xoa dịu. Những lời pháp còn là cách để ta nuôi dưỡng đời sống tâm hồn, giúp ta biết cách lắng nghe và yêu thương mọi thứ xung quanh. Tiếp đến là một sự kiện quan trọng và nổi bật trong chuỗi hoạt động của khóa tu, đó chính là talk show đậm đà bản sắc Việt với chủ đề nghệ thuật cải lương Nam Bộ. Đã từng có khoảng thời gian cải lương có sự phát triển rực rỡ, thế nhưng cuộc sống ngày một phát triển, nhiều loại hình nghệ thuật mang tính giải trí hiện đại đã và đang lấn át các loại hình nghệ thuật truyền thống. Sự xuất hiện của nghệ sĩ Thanh Hằng như một nhịp cầu nối mang nghệ thuật cải lương đến gần hơn với người trẻ, đặc biệt là các khóa sinh. Trong buổi giao lưu, các bạn đã có cơ hội tìm hiểu giá trị văn hóa của nghệ thuật cải lương, nhìn lại chặng đường phát triển của bộ môn nghệ thuật trăm tuổi, cũng như lắng nghe những lời ca, tiếng hát đầy ngọt ngào, sâu lắng. Với talk show này, mong rằng các bạn sẽ hiểu rõ và trân trọng hơn một trong những loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Đến đây, Thiện Duyên xin được nói lời chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.